Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, sự việc mặt đất ở khu giấy của một hộ dân ở huyện Yên Sáp, tỉnh Đắk Lắk liên tục bốc cháy thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao hiện tượng kỳ lạ này lại xuất hiện? Các nhân chứng chia sẻ gì về khoảnh khắc trên? Hãy cùng phóng viên trả buổi tối tìm hiểu ngay sau đây. Theo chia sẻ của nhân chứng có mặt tại hiện trường, sự việc trên xảy ra ở khu dãy của một hộ dân ở thôn Trung, xã Ia Lốp, huyện Ia tỉnh Đắk Lắc từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 1. Riêng trong ngày 13 tháng 1, đám cháy xuất hiện trong tròi dãy dẫn đến cháy một số quần áo cũ. Nhân chứng cũng cho hay, các đám cháy tự nhiên phát ra liên tục từ 11 giờ đến 18 giờ cùng ngày ở nhiều những vị trí khác nhau. Thời gian và mật độ giữa các đám cháy giảm dần theo khung giờ trên và đến sau 18 giờ thì ngừng hẳn. Một số người dân địa phương chia sẻ, trước đây hiện tượng này thì cũng đã từng xảy ra, cứ vào mùa khô thỉnh thoảng lại có việc mặt đất tự bốc cháy. Một số người cho rằng đây là do hóa chất từ thời chiến tranh còn sót lại gặp môi trường thích hợp sẽ tự cháy. Thưa quý vị xung quanh vấn đề này, đại diện Ủy ban nhân dân xã Ialop, huyện Asup cho biết đã chỉ đạo kiểm tra ngay khi nhận được tin báo về việc bỗng dưng mặt đất xuất hiện các đám cháy. Và cho đến nay chỉ có phần đất của một hộ dân có hiện tượng kỳ lạ này với hơn 20 điểm cháy. Vâng và ngay sau khi sự việc xảy ra thì cơ quan chuyên môn của quân đội cũng đã vào cuộc xác minh và kiểm tra phía ủy ban nhân dân xã yên lốp cũng báo cáo toàn bộ sự việc lên ủy ban nhân dân huyện yên sắp đồng thời ủy ban nhân dân xã tổ chức tuyên truyền cho bà con về việc dọn dẹp sạch sẽ rác lá cây ở trong dãy nhất là khu vực có xuất hiện đám cháy đưa những vật dụng dễ cháy về nhà và không được ở qua đêm trong đám trại để phòng cháy lớn